Hôm nay thì em đang trải nghiệm tại Quy Nhơn với những cái đồ chiên rất hay. Đây là gọi là cá viên chiên đúng không em? Đấy, nhìn đã thấy ngon rồi. Wow, mình thích nhất đó là gì? Rất là sạch sẽ. Tuyệt vời. Rất là thơm và tí nữa khi mà chín rồi thì xem nó sẽ thế nào. Ở đây có cái gì nó đặc sản nào? Đồ viên mà anh Đồ 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 viên này này. Ồ, rất là nhiều loại ấy. Đây là những cái món ăn vặt rất là hay. Đấy. Quá tuyệt vời, Việt Nam của chúng ta. Ở đây nha mọi người nha, trứng nhá. Trứng người ta làm rất là hay. Cái quả trứng này này. Cái trứng nướng này rất là hay này. Khác hẳn với cả trứng nướng ở các cái nơi khác. Đấy. Kiểu người ta pha chế trước cái trứng này, xong người ta mới cho vào lại xong để người ta nướng, rất là hay luôn. Rất là tuyệt vời luôn. Đấy, đây là tín đồ ăn vặt. Nếu mà tín đồ ăn vặt thì sẽ gặp những cái quán như thế này sẽ rất là thích. Nằm ngay ở trong trung tâm bờ biển của Quy Nhơn. Em ơi, cho anh một cái này nữa. Đấy, mình thử trải nghiệm ăn những cái đồ chiên tại đây. Rất là tuyệt vời. Trời ơi, đấy. Xe để đây đường. Nằm ngay ở cạnh khách sạn Thiên Hải nơi mình ở. Thơm quá. Rất thơm luôn. À thế thôi anh ạ, để trứng để mai anh ăn đi. Bởi vì anh nhớ ra hôm nay anh ăn nhiều trứng quá rồi. Bởi vì ở bên gì nhỉ, bên Tuy Hòa. Hôm nay anh vừa ăn xong. Anh đi chơi nhẹ bên đó ha. Anh đi chơi thôi, anh đi trải nghiệm thôi. Đấy, con gái của Quy Nhơn này làm đồ chiên khéo chưa mọi người này. Tuyệt vời, cái này mà bán ở Hà Nội cũng tuyệt vời quá đúng không? Rất thơm luôn. Dạ. Hà Nội cũng có, nhưng là nó ít, nó không có nhiều đồ, kiểu nó không, nó đồ nướng nhiều hơn. Đúng rồi, người ta đồ nướng nhiều hơn là đồ chiên. Ra Hà Nội này. Ngon mà. À, đấy, tuyệt vời quá. Kiếm thêm một cái ấy nữa gì vậy? Sườn này. Anh ra Hà Nội hả? Anh ở Hà Nội. Em ra Hà Nội bao giờ chưa? Ra đi, ra chơi đi, anh đón. Em cho ông anh ổng là bên trường đại học trường Bách Khoa. À, Bách Khoa cũng gần nhà anh. Anh dạy kìa. Anh giảng dạy à? Anh giáo viên đó. Giáo viên à? Anh muốn quen mà chạy ở xóm hơn 2 giờ để chơi năm nào cũng giờ đấy. Thế đây là hai chị em à? Hay là như nào? Hai chị em. Như là bịt khẩu trang anh chẳng biết đứa nào đứa là chị ấy. Ai là chị ai là em à, thế à? Ôi tuyệt vời. Đúng rồi, đây anh đang review đây, anh đang nghỉ ở khách sạn này đấy. Bà chủ vừa đưa đi thay dây đàn. Rất là tình cảm, sướng nhất là đến đâu mọi người tình cảm là sướng nhất. Đẹp nhờ, nghe này. Ngon chưa, cái này Thái Lan gọi bằng cụ nhá. Các bạn ca ngợi Thái Lan à. Thì đây, nhìn đây những hình ảnh quá đẹp và sạch tại Việt Nam của chúng tôi. Những cái đồ ăn vặt này dành cho những tín đồ ăn vặt rất là sướng. Quá tuyệt vời. Mua gì em ơi? Đấy. Rồi để ra đây cho anh. Và các bạn trẻ này cũng rất là thích ăn vặt này. Đấy. Let me know.
tuyệt vời chưa? Chúc Tết à, Trung Quốc à? Lấy bên đâu được rồi đó. Rất ngon. Các bạn trẻ cũng thích ăn vặt giống mình. Chài. Bán hàng đi. Các bạn trẻ này. Không gian ẩm thực của Việt Nam của chúng ta. Và bây giờ thì tôi sẽ trải nghiệm và thử ăn cái món này. Rồi. Cả một cái hộp như thế của anh mà có 70.000. Wow, cái này mà nhậu thì thoải mái bét nhà luôn đấy. Yeah. Thích quá. Hai chị em khả năng là rất là giống nhau. Con bé này có cái chán giống em. Đấy, rất là tuyệt vời luôn. Và tối hôm nay thì mình đấy, mình vừa mới thử ăn mua cái đồ chiên này ở đây. Chả viên này, rất là nhiều loại. Ngồi một mình tận hưởng một cái không gian của biển với những cái ẩm thực của đường phố tại Quy Nhơn. Rất là tuyệt vời. Và ngồi đây thì vừa ăn, làm lon bia và ngắm cảnh ở đây rất là đẹp. Biển ấy, toàn bộ bên ngoài là biển ấy, cát vàng đẹp chưa? Đấy, ngồi đây có thể ngắm toàn cảnh được, rất là thích. Đi kiểu vô gia cư như kiểu Én này, nhiều cái cũng rất là hay mọi người nhé. Đấy, chọn những cái view biển đẹp, những cái view này không thể phải là chỗ nào cũng có thể có được. Đấy. Rồi là đấy, sử dụng này, những cái món ăn đường phố rất hay. Quá là tuyệt vời. Ba que này nó nhìn nó lại thèm. Đúng không? Rất ngon. Xin mời mọi người. Wow, nhìn đã thấy ngon rồi. Lạp sườn ngon quá mọi người ạ. Ngồi này và làm lon bia quá tuyệt vời luôn. Vừa ăn đồ gọi là ẩm thực đường phố và ngồi ngắm biển ở trong căn phòng của mình, rất là thích. Quá ngon. Một cuộc sống phong cách vô gia cư, phong cách của cộng sản. Đây, trong này, đây là cái gì nhỉ? Trong này có trứng chim cút này, chả cá viên này. Thử thế nào. Khá tuyệt vời. Rất thơm. Và tuyệt vời hơn đó là vừa ngồi ăn và được ngắm view biển, những tâm tình của biển, được nghe thấy hơi thở của biển và những con sóng sô bờ cát rất đẹp. Mọi người đang đi chơi dưới này, thấy không? Đấy, các cặp đôi tình nhân kìa, đấy, dắt tay nhau đi ra biển kìa. Có ba bạn nhỏ đang nhảy ở dưới kia và hai cặp tình nhân đang ngắm biển. Một đôi thì đang đi dạo. Thực sự. Còn ở đây bên trong này thì là một tràng én. Một tràng én cô đơn nhưng không bao giờ cô độc. Bởi vì sao? Bởi vì có được rất là nhiều quý vị khán giả yêu thương em én. Tuyệt vời. Lạp sườn ngon quá. Cuộc sống khá đơn giản. Rất đẹp luôn. Đi với mỗi một nơi thì trải nghiệm các cái văn hóa đường phố về ăn uống khá là hay. Trên hình ảnh à? Ủa, zoom hơi khó. Ô, sao đấy? Đấy, nhìn hình ảnh một cặp đôi đang yêu nhau đứng ở trước biển. Chỗ này hơi bóng, hơi khó.
À, có lẽ là mình sẽ tắt cái bóng điện đi thì sẽ quay được. Đấy, một đôi đang đứng ở dưới biển, đang ngắm sóng. Đấu, sóng to chưa? Rất là tuyệt vời với biển Quy Nhơn. Và bây giờ mình sẽ thử cái miếng há cảo này xem nào. Nó có khác không? Nhìn đã thấy ngon rồi mọi người ạ. Rất là thơm. Thực sự rất là tuyệt vời. Đây, ẩm thực của Việt Nam của chúng ta đây, ẩm thực đường phố đây. Thế mà một số loại du học sinh như ở đi Pháp học đó, ngành khách sạn, các bạn ấy chê chê ẩm thực Việt Nam của chúng ta thực sự là quá là tự nhục. Đồ ăn đồ chiên rất là ngon nhé. Én thì không ai hay ăn đồ chiên mấy nhưng là rất là thích mỗi khi mà được trải nghiệm như thế này. Xin gửi tới quý vị những cái hình ảnh mà trải nghiệm ăn đường phố, gọi là ẩm thực đường phố tại phố biển Quy Nhơn. Rất là đẹp. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.